Tối ngày 20 tháng 5, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với các phương tiện di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám. Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã được phát hiện và xử lý, trong đó có trường hợp sử dụng bằng giả lái xe ô tô. 21 giờ tối ngày 20 tháng 5, cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra đối với một ô tô 4 chỗ do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Hoàng Minh Giám. Qua kiểm tra tài xế có mức vi phạm nồng độ cồn lên đến 0,631 mg trên lít khí thở. Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế cho biết đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Bằng lái xe mà tài xế xuất trình được lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện là bằng giả. Sau đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản tài xế với 3 vi phạm gồm điều khiển xe khi có nồng độ cồn, sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy phép lái xe. Tổng mức phạt là 51 triệu đồng. Trong tối qua, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đã lập biên bản vi phạm 9 trường hợp xe gắn máy và thêm một trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn.